sẽ có rất là nhiều phương pháp điều trị thâm sâu mụn như là laser, nhưng mà để sử dụng phổ biến nhất thì phải kể đến là peel và mesotherapy. Peel da trị thâm là phương pháp sử dụng các loại axit hữu cơ để lấy đi cái lớp sừng chứa sắc tố trên bề mặt da, từ đó sẽ giúp làm mờ vết thâm thấy rõ sau khi peel. Ngoài ra thì trong quá trình peel thì bác sĩ có thể sử dụng thêm một số các hoạt chất khác để làm sáng và bong tróc nhiều hơn để tăng hiệu quả điều trị thâm. Còn mesotherapy là phương pháp chúng ta sẽ dùng kim nhỏ để tiêm các hoạt chất gây ức chế tế bào melanin nằm sâu ở phía dưới da. Ngoài ra thì có thể chứa thêm các hoạt chất làm sáng và trẻ hóa da. Nên ngoài cái tác dụng điều trị thâm thì phương pháp này còn giúp cho da căng bóng và mịn màng hơn. Vậy thì ưu và nhược điểm của từng phương pháp sẽ như thế nào? Đối với phương pháp peel da thì ưu điểm là chi phí thấp, dễ thực hiện, hiệu quả khá tốt và không xâm lấn, không tốn quá nhiều thời gian để nghỉ dưỡng. Nhưng nhược điểm thì sẽ là hiệu quả hạn chế đối với lại những cái trường hợp là tăng sắc tố nặng hoặc là tăng sắc tố kéo dài trên cơ địa nám. Nguy cơ tăng sắc tố sau peel sẽ có, đặc biệt là ở những người có cơ địa da nhạy cảm hoặc là các bạn tránh nắng không tốt. Còn về ưu và nhược điểm của mesotherapy, về ưu điểm, mesotherapy sẽ có hiệu quả khá cao, đặc biệt là đối với trường hợp tăng sắc tố kéo dài hoặc là tăng sắc tố nặng. Chi phí thì ở mức độ trung bình. Hiệu quả thì ngoài trị thâm sẽ có thêm là hiệu quả trẻ hóa da nữa và sẽ ít nguy cơ gây tăng sắc tố hơn so với lại peel da. Còn về nhược điểm thì chi phí sẽ thường cao hơn so với peel nè, khó thực hiện, phải cần bác sĩ có chứng chỉ tiêm meso mới trực tiếp điều trị được nha các bạn. Và phương pháp xâm lấn cho nên là sẽ không phù hợp với lại những bạn không thích tiêm chích. Thế thì khi nào chúng ta sẽ sử dụng peel? Nên chọn peel nếu như mà thâm mụn của chúng ta là nhẹ, kết hợp với lại là da mình có dày sừng, sòng sùi và có mụn, ít nguy cơ tăng sắc tố do peel, hoặc là chúng ta chống nắng rất là tốt. Hoặc là những bạn mà không muốn sử dụng những cái biện pháp xâm lấn thì có thể sử dụng peel. Chúng ta sẽ chọn mesotherapy nếu như mà da của chúng ta bị thâm kéo dài, da dễ bị tăng sắc tố, da đã điều trị sạch mụn và còn điều trị thâm và muốn làm đẹp da. Chúng ta có thể kết hợp cả hai phương pháp này hay không? Trên thực tế thì chúng ta có thể kết hợp được hai phương pháp này nếu như mà các bạn mong muốn có một cái hiệu quả điều trị nhanh hơn và triệt để hơn. Bởi vì hai phương pháp thì sẽ có cái cơ chế điều trị khác nhau, từ đó có thể bổ sung cái hiệu quả cho nhau được. Ngoài hai phương pháp này thì chúng ta vẫn sẽ có những cái phương pháp điều trị khác hiệu quả cao hơn và nhanh hơn như là laser nè, hoặc là ánh sáng phun mạnh. Và sẽ không có một cái phương pháp nào là hoàn toàn phù hợp, và bác sĩ sẽ lựa chọn tùy theo cái tình trạng thâm cũng như là các yếu tố khác. Và có một cái lưu ý thêm cho các bạn là mesotherapy thì nó là một cái phương pháp xâm lấn, vậy nên sẽ được thực hiện bởi bác sĩ da liễu có nhiều kinh nghiệm để đảm bảo là lựa chọn hoạt chất đúng và điều trị hiệu quả an toàn nha các bạn. Và trên đây là tất cả những thông tin về peel và mesotherapy để trị thâm. Nếu như các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì hãy nhắn tin cho phòng khám Dr. Anes để được bác sĩ tư vấn và trả lời cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.